Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lạng Sơn 2015 là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, góp phần quảng bá các sản phẩm thương hiệu cũng như là tiềm năng thế mạnh kinh tế của các địa phương hai nước, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư du lịch và dịch vụ giữa Việt Nam và Trung Quốc, tăng cường giao lưu thương mại và tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của hai quốc gia hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều đạt 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lạng Sơn 2015 được tổ chức luân phiên thường niên giữa tỉnh Lạng Sơn Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc vừa được diễn ra tại Lạng Sơn. Với chủ đề liên kết hợp tác cùng phát triển, hội chợ được chia thành 4 khu vực chính: khu gian hàng của các doanh nghiệp trong nước, khu gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc, khu gian hàng ngành công thương các tỉnh, thành phố trong nước và khu gian hàng của các doanh nghiệp du lịch. Đã có nhiều trung tâm xúc tiến thương mại từ các tỉnh, thành phố tham gia, nhiều gian hàng sản vật từ những tỉnh, thành phố phía Nam như Tiền Giang, Trà Vinh, Quảng Nam, An Giang được giới thiệu sản phẩm tại hội chợ. Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại của Lạng Sơn, hàng năm là trung tâm xúc tiến thương mại chủ động xây dựng cái kế hoạch tham mưu cho sở và sở phê duyệt. Theo cái kế hoạch được phê duyệt thì trung tâm sẽ triển khai theo chi tiết, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng cái chương trình một thực hiện trong cả năm. Bên cạnh sự góp mặt 40 gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc, hàng Việt Nam với chất lượng tốt chiếm tới 98% hàng hóa tại hội chợ lần này. Các mặt hàng mang nét đặc trưng, đặc sản của tỉnh thành trên cả nước được ưu tiên trưng bày. Thông điệp của tôi đến đây là để thứ nhất là mang sản phẩm hàng Việt đến cho mọi người. Thứ hai là muốn để mọi người thấy được là mình là con người Việt Nam, nên ủng hộ những doanh nghiệp của Việt Nam. Và mình muốn là giao thương với nước bạn Trung Quốc để đưa các hàng sản phẩm của Việt Nam sang bên Trung Quốc nữa. Tại lễ khai mạc hội chợ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lạng Sơn năm 2015 đã tạo được cơ hội kết nối giao thương cho các doanh nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để người dân Lạng Sơn tiếp cận những sản phẩm hàng hóa chất lượng của các doanh nghiệp từ khắp mọi miền đất nước, là cơ hội để Lạng Sơn quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư. Hội chợ sẽ là cầu nối hiệu quả, là kênh xúc tiến thương mại quan trọng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao thương, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm, thương hiệu cũng như là tiềm năng, thế mạnh kinh tế của các địa phương và hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong khuôn khổ của hội chợ, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội thảo với chủ đề kết nối giao thương, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, dự báo thị trường để đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, du lịch, cơ hội hợp tác phát triển thương mại biên giới giữa Lạng Sơn và Trung Quốc. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lạng Sơn 2015 là hoạt động trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015 của Bộ Công Thương và là sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, kỷ niệm 184 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, 106 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. Hội chợ là cơ hội cho các doanh nghiệp, thương nhân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi mở rộng các mối quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết, ký kết các hợp đồng kinh tế, mở rộng thị trường, giao thương giữa các tỉnh vùng miền trong cả nước với tỉnh Quảng Tây và các tỉnh thành phố của Trung Quốc, đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị giữa các doanh nghiệp, thương nhân và nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Quảng Tây nói riêng và hai nước Việt Nam, Trung Quốc nói chung.